chương trình nữa. Mình là một người nghệ sĩ, mình phải biết được rằng mình không nên đem cái bản năng mình ra để mình áp đặt cho nhân vật đó. Mà mình phải, người diễn viên giỏi là mình phải biết nhu cầu và cái yêu cầu của đạo diễn và tác giả họ viết cái vai đó là gì. Ví dụ tôi nói tôi ca một vai giọng cổ của một anh cái trẻ thì tôi ca ngọt ngào, nhưng nếu mà giao cho tôi một cái vai ông già thì tôi phải chuyển đổi cái giọng của tôi thành ông già chứ. Đó là sự năng động của một nghệ sĩ. Hoặc là tôi ở ngoài tôi trẻ đẹp như vậy, nhưng mà đạo diễn giao cho tôi một cái vai mà anh chàng này là đang là một anh kép cực khổ giá bánh xe, thì tôi phải làm cho mặt mày tôi đen đuốc, có quần có quện, hoặc là râu ria là chút xíu là không có cạo được, là vì mắc lo giá bánh xe mà, thì nó phải xấu đi chứ. Game show truyền hình trước hết nó là một cái show, và trong cái show á, giống như một vở diễn, nó có nhiều vai diễn và tính cách khác nhau để thêm phần thú vị. Trên một bàn giám khảo sẽ có một vị rất là bảo thủ, rất là có tính, sẽ có một bà điều thật ra điều, và sẽ có một anh hẹn là anh cũng vui hết, anh què show với cả làng, hay là có một cái ông MC là rất là ba phải, hay màu nào cũng theo được. Tất cả những vai diễn, những cái sắc màu cá tính đó, cộng với sắc màu cá tính của thí sinh, cộng với chất lượng nghệ thuật của chương trình, sẽ tạo ra cái chất lượng của tổng thể chương trình. Do đó các vị giám khảo, họ là những nhà chuyên môn, họ là các nghệ sĩ, nhưng họ không đến đó với cái tâm thế cá nhân của họ. Học thuật và kinh nghiệm là của con người họ, nhưng thần sắc hoặc là thái độ, tông giọng nói, tất cả mọi thứ đều phải được cân chỉnh để sao chương trình nó giống như hổ kỳ màu, mỗi cày mỗi màu. Cho nên nó bị hiểu lầm, em hiểu lầm là bị là hổ với anh Lê Hoàng, nhưng mà thật sự ra là tại vì Kim Tú á, đạo diễn á, nên nó kêu là bây giờ là nó giao cho em vai phù thủy, em phải ngồi em cãi xong sống rồi. Từ khán giả đến đá em quá trời luôn, trời em rất là từng đánh đá em quá trời luôn, anh dễ sợ luôn, chứ bình thường em dễ thương nhưng nó có gì vậy đâu. Sẵn dịp đây là muốn xin thưa với tất cả quý vị là tất cả những gì mà chúng tôi làm, không riêng về Kim Tử Long, dù là game show, dù là sân khấu truyền thống, hoặc là những cái chương trình gọi là quy mô của nhà nước, thì chúng chào Quyền Linh với các thính yêu, và xin kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Giải Mã, là chào trân trọng và thân yêu nhất. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, tên thật là Hoài Kim Long, sinh năm 1966 tại thành phố Hồ Chí Minh, là nghệ sĩ đa tài, không chỉ hát, diễn cải lương mà còn có nhiều bài tân nhạc đi vào lòng khán giả. Anh còn được khán giả mến mộ, tặng cho danh xưng ông Hoàng Cải Lương. Vào những năm thập niên 90, giai đoạn hoàng kim của Cải Lương, Kim Tử Long là cái tên quen thuộc đối với nhiều khán giả. Gương mặt anh phủ sóng cho nhiều sân khấu từ Bắc đến Nam, qua rất nhiều vở diễn ăn khách như Sở Lưu Hương, Phụng Nghi Linh. Thế nhưng, trong những năm gần đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long chọn cho mình hướng đi là các vai diễn trên các sân khấu game show. Bên cạnh đó, Kim Tử Long cũng chỉ hướng sang kinh doanh nhà hàng và tích cực làm nhiều từ thiện hơn. Giải Mã Kim Tử Long chuyển hướng theo dòng chảy thời gian. Nói đến Kim Tử Long thì thực sự là có nguyên cái nhà hàng. Có nhà hàng nè, có khách sạn nè, có nhà nghỉ nè. Trời ơi, đâu ra vậy? Trời ơi, đâu ra vậy? Rồi cái gì mà bạc vàng vậy? Không có thì từ xưa giờ mà. Nói chung là có cái nhà hàng thiệt. Trong khoảng 4 năm về trước thì khi mà cái cải lương bắt đầu nó hơi trùng lại, cũng đi hát ít lại, thì lúc đó Long mới nghĩ ra là mình làm một cái nghề tay trái gì đó. Quan trọng hơn nữa là gia đình của Long lúc đó cũng không có đi làm gì. Anh cũng lớn tuổi rồi, không có làm gì, rồi chị dâu, rồi em út này kia nó cũng không, nó bấp bênh quá. Thành ra mới nghĩ ra là mình sẽ mở một cái gì đó để cho gia đình cùng làm. Mở cái nhà hàng ra là tất cả anh em cô dì cháu bác gì đó về cái nhà hàng đó làm. Vậy là hóa ra cái người này cái tay trái nó đô hơn cái tay phải. Tháng là cả tỷ bạc luôn rồi. Ông bậy. Hồi lúc mà mở ra lần đầu tiên đó, khoảng một năm đó, coi như là doanh thu tạm ổn thôi. Bắt đầu từ cái tháng khoảng tháng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tháng thứ bảy đó là lỗ triền miên luôn. Đến nỗi mà Long phải lấy cái muỗng á, đi ngang qua cái dãy buffet đó, ngay chỗ cái quầy mà ốc bu á, cầm cái muỗng gõ ốc bu ở nhà hàng về phù hộ đông nha ốc bu. Tự nhiên tháng sau Long kinh khủng. Có lẽ là cũng một phần nữa người ta nói tại vì nghệ sĩ mình không có rành cái chuyện kinh doanh buôn bán bằng bà con, là quen chuyện làm kinh doanh rồi, đúng không anh? Lúc mà Long mở nhà hàng, Long cũng ỷ lại cái tên của mình. Khoảng 3 tháng đầu đó khán giả đến rất là đông. Nhưng mà bắt đầu tháng thứ tư vắng. Mình suy nghĩ lại. Chắc món ăn dở. Không phải, mà cái truyền thông của mình không có. Đã không thiếu quảng cáo. Thiếu quảng cáo quá. Vì vậy cho nên là cái tốt mà khán giả gần gũi với mình á, thì họ sẽ đến. Nhưng mà những cái khán giả xa, ví dụ như Việt Kiều thì chứ họ đâu biết. Phải nói là phải nhờ một cái người mà Long cũng rất là thân, đã đến truyền thông cho Long một cái clip
trên mạng, đó là danh hài Việt Hương quay cho Long một cái clip phát lên trong vòng có khoảng 2 ngày thôi, nó lên gần cả chục triệu view. Thì Long cũng không biết tại sao lại nhanh như vậy. Và bắt đầu tháng sau, khán giả đến ùng luôn anh ơi. Thì rõ ràng là cái lợi thế của nghệ sĩ đó là các mối quan hệ và cả lòng ưu ái của khán giả đối với mình. Nhưng không lẽ người ta yêu anh hoài, anh nấu mà dở, không lẽ tôi ăn con ốc nó dở, tôi dòm vô mặt ông tôi thấy nó ngon hơn. Đúng không? Đây là lúc đầu ta có thể ủng hộ. Đúng. Nhưng quan trọng là cái chất lượng, cung cách phục vụ tốt hay không thì ta chính ở xác. Lại thôi. Còn nếu mà anh mà bán hàng mà mấy tháng đầu ta tới đông cái bán hàng ăn dở là lấy mắt đi luôn, ta đi luôn, dịch vụ kém đi luôn thôi. Nhưng mà cũng nhờ là nhà hàng Long đồ ăn cũng ngon và giá thành nó cũng rẻ. Đúng rồi. Có free cho đồng nghiệp không anh? Free hết luôn á. Em có chỉ 100.000 thôi, tới chỗ anh Kim Tử Long ăn no đê luôn. Nhưng mà lúc đó là bán thì có một ngày đó tự nhiên ế, tháng thứ nhất ế vừa vừa, tháng thứ hai ế vừa vừa, và tháng thứ ba bắt đầu vắng khách một ngày chỉ còn có khoảng 30 mấy khách thôi. Trời ơi, như vừa rồi á Long có livestream livestream về cái quán, trời ơi có than, trời ơi chết rồi. Bây giờ anh livestream quán anh có mọi người ơi, mọi người ơi không? Không có, gồng không nổi rồi, bán không nổi rồi, lỗ quá rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây, làm sao đây? Thì một comment thì nó khuyên là thôi ráng đi, ráng bán đi, cầm cự này này kia. Còn một số người đó dẹp đi, bỏ chi rồi đứng ra than này kia. Mình nghĩ đóng cửa quá dễ rồi. Long đóng cửa thì quá dễ, nhưng mà còn 60 mấy, gần 70 con người nhân viên thì họ sẽ đi đâu? Mình cứ nghĩ như vậy, mình cứ nghĩ bây giờ tôi đóng cửa rồi thì nghĩa là sinh viên nè, rồi các cô tập vụ nè, rồi các người mà lớn tuổi làm cho Long về tập vụ, rồi về bếp ba nè, rồi bếp nè, rồi họ đi đâu giờ? Đúng rồi. Rồi làm sao mà nếu mà cho nghỉ mà móc tiền túi ra nuôi thì không được, làm sao mà nuôi cho nổi giờ? Mỗi một tháng cầm cự lỗ 300-400 triệu. Là anh muốn giải quyết công việc làm, tạo cái đời sống cho cán bộ nhân viên, chứ nếu anh mà đóng cửa nhà hàng thì đơn giản anh đơn sống dư sức luôn. Ừ. Cái giá trị nhân văn nằm ở đó, và chính anh đang lo cho nhiều người đó, đúng ra là phải ủng hộ anh. Nói thôi Long ơi, cố gắng vượt qua giai đoạn này đó. Mà ủng hộ anh Long tức là ủng hộ nhiều con người trong cái quán, chúng ta cùng phải động viên nhau, chia sẻ với nhau. Lúc này mới là cái lúc mà người nghệ sĩ mình phát huy cái sáng tạo trong xoay sở sinh tồn nữa. Người thì bán thêm cái gì đó online, người thì lấy cái ảnh hưởng với khán giả, thậm chí là cải lương mình làm YouTube cũng được anh. Ừ. Đối với Kim Tử Long, YouTube là một cái mạng xã hội hiện tại bây thời bây giờ rất là nhân văn và rất là tốt. YouTube nó có hai mặt, mặt trái mặt phải, mặt đúng mặt không đúng. Vì vậy cho nên là có những cái YouTube mà nó rất là xàm xí, nó rất là thô thiển, nhưng mà triệu like, cả chục triệu người xem. Còn có những chương trình rất là nhân văn, thật là nghệ thuật, thật là tốt, bỏ tiền ra làm cả cái tâm của mình thì lại vài chục ngàn like. Thì Long nghĩ cái điều đó chúng ta nên nhìn lại để làm sao YouTube luôn luôn là một cái kênh mà khi vào xem chúng ta sẽ tìm được những cái gì hay nhất. Anh nói thì anh có kênh của anh chưa? Anh nói anh có kênh chứ. Rồi được view trung bình nhiêu anh? Lượt view của anh thì 1-2 triệu là cho một chương trình. Hay có 1-2 người coi à? Anh nói 1-2 triệu lượt á là những cái chương trình mà anh gọi là anh làm theo kiểu diễn gia đình. Nhưng mà để mà làm một cái tác phẩm hay á, vở diễn tốt á thì vài chục ngàn người coi, 100-200 ngàn người coi. Thì cái đó là cái điều mà nó nghĩ rằng khán giả hiện thời bây giờ họ tìm cái kênh YouTube để giải trí, để xem những cái gì mà họ cảm thấy rằng đơn giản, dễ hiểu, tạo tiếng cười. Thì ta mới thấy rằng là đến nhờ có những cái phương tiện như là kênh YouTube, và sau này rồi các anh coi sẽ còn có nhiều cái nền tảng điện tử khác mà người nghệ sĩ sẽ phải cập nhật mình trên đó. Em thì em nghĩ vậy nè, nó giống như là cái vườn bông, cái xã hội mình nó có sâu rồi, sắc đúng không? Thì bây giờ mình không thể nào mình đi bắt sâu. Mình cũng không thể cấm những người bình dân họ tự họ làm cái kênh. Thì chỉ có một cách để mình lọc ra những con sâu, đó là trồng thật nhiều những bông hoa. Và anh cũng sẽ phải đặt mình trước một cái thử thách là tôi đủ vui cho bà con coi không? Tại sao tôi không vui bằng những người kia? Cái câu hỏi đó sẽ là một cái thực tế rất tàn nhẫn dán vào cái hào quang của người nghệ sĩ. Tôi không đủ vui, tôi không đủ hay, tôi không đủ hấp dẫn. Lúc đó
đòi hỏi mình không ngừng sáng tạo để làm sao người ta lên YouTube, người ta lên tiền con mình. Còn bây giờ làm sao cho nó có thêm tính giải trí là do chính mình phải độc não, xoay sở rất nhiều để giữ tiếng tâm của mình, để giữ tình yêu thương của khán giả, cố gắng để chiều chuộng khán giả trong cái thời đại mới này, không chỉ là trên các nền tảng truyền hình, YouTube hay sân khấu, để có những thành quả, để có sự nổi tiếng đó cũng phải dùng rất là nhiều phương cách để sinh sống được với nghề, thậm chí là để bảo vệ bản thân mình, chưa kể là phải tìm những phương tiện khác khi mà sân khấu, đặc biệt là cái ngành của cái ông này nữa. Một trong những hiện tượng nghệ sĩ cải lương mà coi như là ngồi cháy luôn hết mấy cái bàn giám khảo game show truyền hình. Nhưng mà có nhiều cách mình mở ra thì mình cứ bám lấy sân khấu hoài sao được. Có nhiều người nói là ông ấy là một nghệ sĩ sân khấu, là một anh khách chính nổi tiếng qua không biết bao nhiêu năm, và khán giả, các fan của Lâm là những cô gái đang thần tượng Lâm là một bạch mã hoàng tử, một ông vua. Tại sao giờ lại đi làm game show? Có những game show phải tạo ra tiếng cười, rồi phải nhảy vô làm những cái game show thử thách này kia đủ thứ hết. Nó mất hình tượng. Đối với Lâm thì Lâm nghĩ rằng người nghệ sĩ thì họ phải sống bằng trái tim. Họ không có phải sống bằng cái hào quang bên ngoài đâu. Những cái thập niên mà Lâm được như vậy, khán giả yêu thương như vậy là nó ở một cái thời điểm đó. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ cải lương không còn nữa, nó sống nhưng mà nó sống thôi thớp, rồi các sàn diễn cũng không có, game show thì mọc lên ào ào. Thì nếu như chúng ta cứ cố định tôi là kép chánh, tôi sẽ là một ngôi sao sân khấu cải lương, tôi ngồi một chỗ thôi, thì sẽ mai một sẽ từ từ sẽ mất cái tên, và khán giả sẽ chỉ còn nhìn mình qua những cái ảo ảnh của ngày trước thôi. Thật sự ra thì có những nghệ sĩ sẽ ủng hộ cái cách là gìn giữ hình ảnh và vị thế của mình một cách bảo thủ và cực đoan, điều đó cũng tốt đẹp, và họ sẽ vĩnh viễn là những cái tượng đài trong lòng người ái mộ. Nhưng bản chất của nghệ sĩ là phải trẻ mãi, phải xoay trở làm sao để mình vẫn được đồng hành với khán giả trên mọi phương tiện. Bây giờ là sân khấu gì nữa, nó nằm ở trong cái smartphone trên tay người ta, nó nằm ở trên những game show vui vẻ của truyền hình. Và nếu không lên game show thì làm sao tiếp cận được khán giả trẻ, mà lên game show mà cứ buồn hoài, nó phải nhộn, nó phải vui chứ. Mình phải làm theo, mình phải năng động, mà bà mình phải làm theo cái yêu cầu của chương trình nữa. Mình là một người nghệ sĩ, mình phải biết được rằng mình không nên đem cái bản năng mình ra để mình áp đặt cho nhân vật đó, mà mình phải, người diễn viên giỏi là mình phải biết nhu cầu và cái yêu cầu của đạo diễn và tác giả họ viết cái vai đó là gì. Ví dụ tôi nói tôi ca một cái giọng cổ của một anh cái trẻ thì tôi ca ngọt ngào, nhưng nếu mà giao cho tôi một cái vai ông già thì tôi phải chuyển đổi cái giọng của tôi thành ông già chứ. Đó là sự năng động của một nghệ sĩ. Hoặc là tôi ở ngoài tôi trẻ đẹp như vậy, nhưng mà đạo diễn giao cho tôi một cái vai mà anh chàng này là đang là một anh kép cực khổ giá bánh xe, thì tôi phải làm cho mặt mày tôi đen đuốc, có quần có quện, hoặc là râu ria là chút xíu là không có cạo được, là vì mắc lo giá bánh xe mà, thì nó phải xấu đi chứ. Game show truyền hình trước hết nó là một cái show, và trong cái show á, giống như một vở diễn, nó có nhiều vai diễn và tính cách khác nhau để thêm phần thú vị. Trên một bàn giám khảo sẽ có một vị rất là bảo thủ, rất là có tính, sẽ có một bà điệu thật là điệu, và sẽ có anh hề là anh cũng vui hết, anh què xu với cả làng, hay là có một cái ông MC là rất là ba phải, thì màu nào cũng theo được. Tất cả những vai diễn, những cái sắc màu cá tính đó cộng với sắc màu cá tính của thí sinh, cộng với chất lượng nghệ thuật của chương trình sẽ tạo ra cái chất lượng của tổng thể chương trình. Do đó các vị giám khảo, họ là những nhà chuyên môn, họ là các nghệ sĩ, nhưng họ không đến đó với cái tâm thế cá nhân của họ. Học thuật và kinh nghiệm là của con người họ, nhưng thần sắc hoặc là thái độ, tông giọng nói, tất cả mọi thứ đều phải được cân chỉnh để sao chương trình nó giống như hỗn kỳ màu, mỗi cây mỗi màu. Cho nên nó bị hiểu lầm, em hiểu lầm là bị là hỗn với anh Lê Hoàng, nhưng mà thật sự ra là tại vì Kim Tú á, đạo diễn á, nên nó kêu là bây giờ nó giao cho em vai phù thủy, em phải ngồi em cãi xong sống không. Từ khán giả đánh đá em quá trời luôn, trời em bị rất là luôn, đánh đá em quá trời luôn, anh dễ sợ luôn, chứ bình thường em dễ thương nhưng đâu có gì vậy đâu. Sẵn dịp đây là muốn xin thưa với tất cả quý vị là tất cả những gì mà chúng tôi làm, không riêng về Kim Tử Long, dù là game show, dù là sân khấu truyền thống, hoặc là những cái chương trình gọi là quy mô của nhà nước, thì chúng tôi cũng đều đặt một cái vai trò là chúng tôi làm bằng hết cả cái nghệ thuật mà chúng tôi đang có thôi.
Năm nay quá là một năm u ám khi mà đồng bằng Nam Bộ của mình thì đang chịu hạn mặn. Dịch bệnh thì đến với những khu thành thị, nghệ sĩ, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi, không chỉ là nghệ sĩ ca diễn đâu mà ban đờn. Các cô chú sống quanh năm nhờ vào những dịp lễ hội như này, thứ nhất là vì cái nguồn kinh tế, cái thứ hai là niềm vui với nghề để nuôi lửa, nuôi nghề. Ấy thế mà năm nay đã là một năm điều hưu cô quạnh cho các nghệ nhân cổ nhạc. Cái điều mà mình bán không được á, không có phải là đau lòng, mà cái đau lòng nhất đó là mình nhìn lại cái sân khấu, các cô các chú lớn tuổi đó, họ trông chờ vào cái đêm hát, họ trông chờ vào cái đồng tiền đó, thì bây giờ họ thất vọng quá lớn. Đó mới là cái sự chạnh lòng của một nghệ sĩ, là Lâm luôn gắn kết chặt với lại những cái hát cung đình, hát lễ Kỳ Yên, hát bội, hát tuồng cổ. Thì những cái cô chú mà lớn tuổi rồi, năm nay khoảng 60, 70 tuổi đó, họ đâu còn đi hát nữa, họ chỉ trông chờ vào cái đồng lương của lễ cúng đình. Có thể là đối với các khán giả trẻ, các bạn sẽ không lưu tâm đến những cái dịp lễ Tết âm lịch như là cúng đình, lễ Kỳ Yên. Đó chính là cái mùa lễ hội rộn ràng nhất của những cô chú anh chị mà chúng tôi gọi là những các nghệ nhân về cổ nhạc, về tuồng cổ. Đó cũng là cái mùa để gợi nhớ lại cho người dân miền Nam cái tiếng trống chầu, cái niềm vui dân dã đó. Chưa kể tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác cũng đều đi qua những cái khó khăn. Rất nhiều người đã chia sẻ với những mặn của miền Tây nè, chia sẻ rất là nhiều thứ, một vấn đề rất nhạy cảm. Có nhiều người nói rằng là anh từ thiện chưa, anh chia sẻ chưa, anh đóng góp chưa. Theo Long nghĩ là có nên hỏi như vậy không? Cái điều mà Long nghĩ hai chữ từ thiện đó, từ phát xuất từ trái tim, từ cái tâm của con người. Mình không thể nào mình áp đặt một con người anh chị phải làm từ thiện cả. Đó là chẳng qua là sự kêu gọi thôi. Cái tấm lòng của người ta từ thiện hay không, có quyên góp hay không, đó là do mỗi một con người. Mình không thể nào mình quên đủ cả nắm là nghệ sĩ. Thường thường thì Long có nghe trên cộng đồng mạng thường nói là nghệ sĩ là phải làm từ thiện, nghệ sĩ phải bỏ ra nhiều tiền, nghệ sĩ phải như thế này thế nọ. Theo Long thì nghệ sĩ vẫn là con người thôi, vẫn phải đi làm. Làm nhiều tiền hơn thì anh ủng hộ từ thiện nhiều hơn đi. Cái điều mà quan trọng hơn hết là chúng ta làm từ thiện như thế nào, và cái sự chia sẻ đó có cần phải phô trương cho mọi người thấy hay không? Em nghĩ rằng là ngay cả đối tượng thụ hưởng ở trong công tác từ thiện, mình gọi là cái người được giúp là đối tượng thụ hưởng. Nếu biết được rồi cái đồng tiền đó, cái sự giúp đỡ đó bị khiên cưỡng, bị ép mà có, người ta cũng không nhận. Và mỗi người có một cái cảnh giới của cái thiện tâm khác nhau. Ví dụ như là em là cái người dễ bị xúc động khi có những vấn đề liên quan đến môi trường, thì những cái phong trào có liên quan đến môi trường là em đùng đùng, em sẵn này hai em đi đầu tiên. Ví dụ như kêu em giải cứu thanh long, nói thiệt là các trái nó lạc lạc, ăn nó không có ngon miệng. Mỗi người mà mỗi sở thích. Nhưng mà tôi khoái ăn bánh mì thanh long. Là mỗi người có một cách giải cứu khác nhau. Rồi nhiều người còn nói người ta lũ lụt gần chết, mấy ông bà nghệ sĩ xuống ca bài ca cái đi về. Nhưng mà có ai nghĩ rằng đôi khi một tiếng khóc nấc lên của nghệ sĩ Hương Lan trong một bài hát như vậy sẽ khiến rất nhiều nhà từ thiện, nhà hảo tâm nghĩ đến nguồn gốc quê hương của họ. Từ thiện mà người nghệ sĩ có thể làm là bằng chính tác phẩm của mình. Bây giờ nói là từ thiện, tôi có 10 đồng mà tôi dám bỏ ra 1 đồng để tôi từ thiện, cái đó là cả một tấm lòng của tôi chứ. Còn như anh có hàng trăm tỷ, anh bỏ ra 1 tỷ thì cái chuyện đó bình thường. Tại sao ở đây lại nói là ít với nhiều? Ở đây phải nói là tấm lòng. Tấm lòng con tim. Không có một cái quy định nào của luật pháp hay nhà nước buộc là thu nhập của anh chị bao nhiêu đây, cho nên mỗi khi thiên tài, dịch bệnh là anh chị phải đóng góp bao nhiêu đây. Nó không có một cái quy định đó. Khi mình bỏ đồng tiền ra, mình cứ phải nhìn tới nhìn lui. Còn cái người thật sự mà giúp người ta là vừa đi lo làm kiếm tiền, vừa giữ sự sinh tồn cho mình, vừa kiếm làm có dư 1 đồng, 2 đồng rồi san sẻ bớt cho mọi người cho nó ấm lòng. Nếu một đồng tiền bỏ ra mà bị phán xét, em e rằng sẽ có nhiều nghệ sĩ sau này không có dám làm từ thiện. Cho nên Long nghĩ rằng từ thiện chung quy là do tấm lòng, do con người, và họ biết được chia sẻ. Hiện thời bây giờ Long làm trên ngành sân khấu, các cô các chú giờ là bây giờ không có tiền thì Long sẽ làm một cái quỹ đóng góp phần đó để mình chia sẻ. Những cô chú nào hiện thời bây giờ đang khó khăn mua gạo, không có tiền đi chợ, thì mình đến mình góp cho cô chú đó một vài triệu để cô chú ấy có thể vượt qua cái khó này. Mình cũng làm đó chứ, nhưng mà không lẽ mình làm mình đi lại mình nói tôi đi làm đây cô Diệu Hiền, tôi đi làm lại cô ngày để tôi cho tiền, đâu có cần cái phô trương. Em thì em nghĩ vậy anh Long, đôi khi á không biết anh Linh có đồng ý với em không ha. Em đồng ý với sự phô trương. Sự phô trương đó có thể mình cảm thấy rằng là cái người phô trương đó người ta đang không có thực tâm, nhưng sự phô trương đặc biệt vào cái thời đại mà mình đang có mạng xã hội như thế này á, cái sự lan tỏa nó tốt vô cùng. Như thế. Các anh chị nghệ sĩ đừng có mặc áo gấm đi đêm nữa. Mình làm được cái việc tốt,
mình dẫm dạc, mình chụp cái hình mình khoe. Thế là khán giả ái mộ mình nói trời ơi, tôi muốn làm cùng. Đó là cái điều mà một người đồng nghiệp mà em rất yêu mến. Không có kêu phóng viên truyền hình ghi cái gì hết, nhưng mà chỉ có lên trang Facebook nhà mình: mọi người ơi, xây cái căn nhà mới, đi qua cái tỉnh này xây cái cây cầu mới. Thì tự dưng khán giả ái mộ chung tay, chung sự lan tỏa đó. Đây là cái trường phái từ thiện phô trương, đó chính là từ cái chương trình mà em học về từ thiện và em học về truyền thông nhiều nhất. Đó là một quyền linh đầy phô trương. Và cái việc mà anh gào la, anh hoạt kên làm đủ thứ đó chính là lấy của người giàu là các doanh nghiệp để mà chuyển hóa thành một cái động lực, không phải là cho tiền người nghèo mà là kích hoạt cho người nghèo làm cái công việc của họ, lao động cực lực để giành được cái số tiền mà họ mơ ước, có thể giúp họ đi qua một cái khó khăn nhất. Nó không có sự phô trương mà được sự lan tỏa và sự cộng hưởng đó. Đối với tôi, từng cá nhân thì chúng ta làm không cần phải phô trương. Bây giờ Lâm nói thí dụ như giờ Lâm lại Lâm từ thiện là Lâm tới thấy cái bệnh nhân đó bệnh đi, Lâm tới đó Lâm tặng người ta 10 triệu, không lẽ Lâm cũng lăn lên mạng là Lâm nói tôi mới đi từ thiện người đó cho 10 triệu? Tôi không làm gì đó. Và tôi nghĩ rằng là những cái người mà họ làm từ thiện họ cũng sẽ không bao giờ họ nghĩ rằng họ muốn khoe với mọi người là tôi mới vừa cho. Nói chung là làm từ thiện rất là nhạy cảm ở đây, bao nhiêu cho đủ. Và từ thiện thế nào để người ta công nhận, làm sao cũng không vừa lòng hết trơn á. Tôi nói một xin lỗi Lâm kể một cái chuyện. Cái năm tháng 7 hồi năm ngoái đó, gia đình Lâm cũng có mua gạo, mua nước tương, mua được bột ngọt đủ thứ hết rồi, mới đi phát phiếu. Thì mấy đứa nhỏ nó mới quay clip nó đưa lên, cộng đồng mạng đưa vô có người rất là khen, nhưng cũng có một số người họ vô họ nói trời ơi, vậy mà cũng làm từ thiện cho con bịch gạo với lại xe nước tương mà cũng quay. Nghĩ là để xem bao nhiêu người nhận được gạo như thế thì chúng ta mới quý được những cái bao gạo đó, những cái ký gạo đó thôi. Đừng có nghĩ là người ta đi ra khoe cái gì đâu. Lòng tốt thì đâu có ai đếm, đâu có ai đo được. Mà cứ đo đếm đếm vậy á thì vô tình chúng ta đang làm thui chột cái sự can đảm của người khác dám đứng ra làm điều tốt, dám giúp đỡ người khác, sợ bị chê bai, sợ bị bỉ bôi. Tại vì chúng ta chỉ là con người rất là sợ bị công kích nữa. Từ thiện là từ bằng trái tim mà. Không có ai kêu gọi mình được cả. Nếu trái tim mình cảm thấy điều đó là cần phải làm thì tự nhiên làm thôi. Như rằng trái tim còn đập thì mà vẫn làm từ thiện. Theo lòng, theo khả năng, theo ý thức của mỗi người thôi. Nói tóm lại thế này, từ thiện không nên hỏi là anh từ thiện bao nhiêu, anh từ thiện cái gì và anh đã từ thiện chưa. Mà từ thiện phải xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim. Của ít lòng nhiều, lá lành đùm lá rách đùm lá nát hơn. Nói tóm lại hôm nay chúng ta bàn về hai vấn đề. Một là cái công việc của nghệ sĩ, cái thứ hai là cái chữ từ thiện nó nhạy cảm thế nào. Hai cái chuyện đó rút lại là tất cả mọi người đều phải lao động, phải mưu sinh, tất cả phải mọi người phải đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí lao động cực lực để tìm ra miếng cơm manh áo có dư chút xíu. Mà làm từ thiện thế nào thì tùy theo cái tâm của mọi người. Theo Lâm nghĩ đến thời điểm này thì Lâm luôn luôn nói với lòng mình á, chúng ta làm từ thiện bằng tất cả trái tim, dù cho cái đó là 100 ngàn hay 1 triệu hay 10 triệu hay 100 triệu nó cũng như nhau thôi. Quan trọng là mình bằng tất cả những cái gì mà mình có được thì mình sẽ cảm thấy mình hạnh phúc, mình cảm thấy mình hãnh diện khi mình làm điều đó. Trong cuộc sống á, chúng ta hãy làm tốt nhất có thể những cái gì mình đang làm. Đúng rồi. Và nên chia sẻ hay góp ý những cái gì mà người khác đang làm trước mặt mình hay là mình thấy. Đừng bao giờ phê phán hay là gato hả, chỉ trích bất kỳ một điều gì đó. Còn cái công việc từ thiện rất là nhạy cảm, ai góp một đồng một chút gì chúng ta cũng trân trọng và xem đó một điều rất là cao quý. Đừng bao giờ hỏi là anh đã làm từ thiện chưa, anh làm bao nhiêu. Đừng bao giờ chơi ít hay chơi nhiều, thử đặt trong lòng là mình đã làm chưa mà lại đi khuyên người khác. Mà không làm, chưa làm cũng không đúng sao rồi, hết. Không sao cả. Không sao cả. Đó là xuất từ trái tim như Kim Tử Long nói mà ha. Hãy hỗ trợ, hãy chia sẻ, hãy động viên. Và đặc biệt là hãy yêu thương nhau. Để yêu thương được thì em nghĩ rằng là cả nghệ sĩ lẫn công chúng khán giả sẽ hiểu một điều. Đó là tôn trọng sự khác biệt. Sự khác biệt trong số tiền làm từ thiện, sự khác biệt trong mục đích từ thiện, sự khác biệt trong màu sắc thể hiện của người nghệ sĩ. Hãy cứ để họ khác biệt theo cách của họ. Vì dẫu sao một tác phẩm tốt, một nghệ sĩ giỏi đã là một món quà lớn cho cộng đồng và xã hội rồi. Đúng rồi, đôi khi cái tiếng hát của người nghệ sĩ cũng đem đến cái niềm vui cho tất cả mọi người, đem đến cái tinh thần rất là tốt đúng không? Nhưng mà xin hỏi thật anh Long là tinh thần của anh đến bây giờ nó còn không, ngoài cái nhà hàng đã
Hiện thời bây giờ thì Long đang rất là lạc quan yêu đời. Ừ. Cái mặt anh yêu đời lắm. Qua đại dịch thì nhà hàng của anh Kim Tử Long đông trở lại và dòng chảy cải lương vẫn cứ chảy và những thế hệ tiếp nối anh Kim Tử Long vẫn cứ đi lên. Anh có mong điều đó không? Bây giờ thì Long chỉ mong rằng sắp tới đây Long sẽ gặp gỡ các cô chú lớn tuổi của các đoàn cải lương tuồng cổ để mình có thể mình giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ cái đó. Hãy cùng Kim Tử Long làm cái việc này, nhất là các anh em nghệ sĩ hãy cùng Long đến với lại các cô chú, đó là cái điều mà Long đang rất là mong mỏi. Vì mỗi một ngày mà các cô các chú ấy không được đi hát như vậy á, ngoài cái việc buồn tuổi không được đứng trên sân khấu thì là một nỗi lo lắng nhất là không có tiền để sinh sống. Có một cái hoạt động gì cụ thể chưa? Long đang đưa lên cái trang Facebook á, kêu gọi các nghệ sĩ và các mạnh thường quân cũng như là các khán giả nào mà đã biết từng nghệ sĩ đó. Ví dụ như là hôm nay mình sẽ đi đến đoàn cải lương tuồng cổ Ngọc Khanh, thì trong cái đoàn Ngọc Khanh thì là có ai người mộ ra đó đó thì Long sẽ ghi cái tên nó lên. Mỗi người một tay, thí dụ anh Kim Tử Long làm về việc cho các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi. Còn thí dụ như anh có thể về vùng quê nào đó gặp những hoàn cảnh khó khăn, tức là mỗi người một tay, mỗi người một việc. Đúng rồi, mỗi lĩnh vực. Người nhiều thì có điều kiện hơn thì ta đều chia sẻ nhiều hơn, ít điều kiện chia sẻ ít hơn, và không có điều kiện thì chúng ta chia sẻ bằng cái tinh thần. Lần nữa thì cảm ơn Kim Tử Long rất là nhiều. Cái dự án của anh là một dự án rất là nhân văn, đem đến một cái điều tốt đẹp cho những cái cô chú lớn tuổi ha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng vượt qua. Cảm ơn Trái Tim Yêu rất là nhiều. Cảm ơn Kim Tử Long. Cảm ơn quý vị. Hãy cùng với chúng tôi để lan tỏa thông điệp bằng tấm lòng của mình. Một chút cũng là sự sẻ chia quý vị ha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình.